hôm nay lần đầu tiên trong cuộc đời mà chức nhận show quảng cáo vậy, chức cảm nghĩ chức làm sao, chức nói cho mọi người nghe đi. Cảm nghĩ ăn ngon miệng mà không cúng tiền, tội nghiệp quá. Lỗ nữa, 500 ngàn quảng cáo nữa. Trời ơi. Lát ra hai đồ lên xe trực chỉ ra quán nha. Thời tiết hôm nay nói chung đẹp nha. Để coi đồ làm gì nha mọi người. Lần đầu nhận show luôn á, trong cuộc đời luôn á. Hiện tại giờ Hưng Trần với là dì Chất có mặt ở ngay chỗ của đường Trần Bình Trọng nha. Địa chỉ là 375 Trần Bình Trọng. Đó. Quán này quán ai Chất? Quán Trang. Quán Trang. Độc mà. Độc, độc sao? Cái đó là hoa tươi. Còn dưới đây nè, cái bảng này nè. Cái bảng này nè. Độc bảng. Độc đi. Quán. Bánh xèo của Quán Trang nha, 35 ngàn cái. Mấy anh chị bà con đến ủng hộ giùm nha. Bên hông chợ Hoa Hồ Kỷ, bánh xèo chị Trang. Đường Trần Bình Trọng. Đường Trần Bình Trọng. 375 Trần Bình Trọng, số điện thoại là 0941 573 068. Giao hàng tận nơi. Không tính phí. Không tính phí, ở đây có mã quét Zalo rồi nữa. Quay qua chảo nè, ta đang chiên nè. Quậy gì nữa? Cái chảo, con ăn chiên. Chảo. Này quán này thôi, quay vòng vòng cho mọi người xem. Hồ chợ Hoa thì chỉ quẹo vô xíu à mọi người. Chảo, chảo. Chảo. Coi nó đậu. Đó, quán chị Trang nha. Đây là có đầy đủ rau luôn nha mọi người. Vậy là theo phong cách của bánh bánh bàn đó mọi người. Đó, giá rau rừng. Rau thì mọi người ăn ở đây thì thật sự mà nói là thoải mái luôn nha. Chị ơi, chị mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ chị? 11 giờ tới 7 giờ. Có sớm thì sớm. Trung bình ở đây một ngày bán khoảng bao nhiêu trái vậy? 70 cái. 70 cái hả? Hy vọng mà chất ba lại bộ quảng cáo cho chị ngày bán mấy trăm cái luôn nha. Show này show bà chức nhận đầu tiên luôn nha chị. Nhiều khi có duyên với bà chức thì không tốt quá. Lại ra đây là kêu hỏi quán chị gì là người ta biết. Chị Trang. Chị Trang đây ai cũng biết rồi. Hỏi ai cũng chỉ lại đây giùm. Thơm hơi không? Thơm rồi mọi người. Bên kia chuẩn bị đau rồi qua để đau lên mà rất là nhiều luôn. Trời ơi rau toàn là rau rừng không rau đẹp á, rau xứ xị nè, rau lạ nè, cóc đồ nhái ra nương đồ có hết nha. Tươi quá tươi luôn rồi. Trời ơi này tươi quá. Thì hôm nay giới thiệu với mọi người là dàn diễn viên gồm có dì Chất nha, với lại dì Xuân. Chú giới thiệu luôn hả chú? Này 200 mấy.
Chú ngại cho con giới thiệu. Anh xe gáp 375 nha, quán bánh xèo chị Trang. Anh xe gáp đây rồi. Hôm nay nha, có mấy anh chị lại ủng hộ giùm nha, bánh xèo 11 giờ bán nha. Nhớ đến ủng hộ nha, chợ Hoa Hậu Kỹ bánh xèo. Đường Trần Bình Trọng. Đường Trần Bình Trọng đi chợ vô. Chợ Hoa lẹ qua xíu à. Ở đây cũng là, ở đây cũng là chợ Hoa luôn hay gì ta? Đây cũng là chợ Hoa luôn ha. Nhưng mà cái đường Hồ Thị Kỷ thì song song với cái đường này. Đường Hồng Dương, Hồng Dương. Dạ, song song. Vô Hồ Kỷ là lạng lách tí xíu rồi ra Trần Bình Trọng liền. Đây ra luôn là Trần Trọng rồi. Dạ, thì đây, đây, đây nè đường. Đường Hồng Dương. Tồi quá tồi luôn. Lát đi bọc ra đường đó cũng được. Đi ra đây là dễ, về. Lúc mình đi thì nó ngồi chèo. Tồi. Dạ đi hơn. Thơm nha. Chết ơi, trước khi ăn mình có cúng kiến gì không chết? Mình làm dấu gì không? Chắc là không có đạo gì hết mày. Đạo rồi. Ông kêu anh Tướng Nguyễn ra ăn. Kệ ảnh điện kìa. Kêu ảnh ra đây ăn luôn, ai nổ địa chỉ cho ảnh luôn. Chắc chắn anh chạy qua rồi. Tí. Alo, mày đâu vậy tí? Tí, mày đâu vậy? Em vô luôn. Vậy bấm lo ra rồi. Đó. Mày đâu vậy tí? Hả? Ở quán gì Sơn? Mày biết chỗ bánh xèo ông Trang không quá? Mấy cái bánh xèo á, chàng. Nó chà giáp á, thằng đó mới chọc em á. Trời lắm nha mọi người. Giờ dở ra cho mọi người xem nha. Phía trong nó có gì nha, đó, bánh rất là giòn nha. Rồi cỡ ra. Bánh giòn ghê ta. Đó, hấp dẫn chưa. Xuất sắc luôn, đậu xanh nè. Ăn đi. Dạ, con cơm. Bánh xèo ngon à. Chắc ăn gì cũng nhớ tí rồi, điện tí ra chứ. Bạn nói dạ tao chưa hết, nói hôm nay tao qua nha, đem cô giả cho mày. Tao nói qua đi bà Trưng lấy cây quýnh mày. Hay, Trưng Nguyễn rồi. Trưng Nguyễn có qua không? Đó, đem cô giả qua mà coi mắt dài. Đem chưa? Hôm nay qua trả tiền cho bà nè, nó nói tối về kêu coi năm cái cuộc. Đó ơi, tao đang coi tôi đi ngoài. Bà làm được nghề quá à. Ok. Đồn mày sợ hết. Không vui vẻ, không biết rồi, nghi nghi rồi, có quán không thấy ai á. Giờ kêu anh yêu Hoàng bánh xèo chung. Ngọt quá rồi đó. Alo, mày hiện hình đi. Trời ơi, lăn ông bà chẹo. Trời ơi, lăn ông bà chẹo. Ông chẹo tên Tướng Nguyễn ơi. Nổ địa chỉ 375 Trần Bình Trọng. Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5. Ông ơi, qua bà Trần đi, mưa đem về. Ủa, đẹp trai quá mời. Tắt rồi má. Sao nãy em nói. Anh nói có quà mà chứ. Bà chưa mà la âm tùm. Đang ngủ rồi. Quá trời. Ờ, bắt máy bận luôn, thôi thôi luôn. Nó nhé em chị ơi. Nhắn cho nó. Ngon quá mùa. Ngon quá nãy luôn. Thêm rau cỏ vào luôn nha. Ngon chứ. Thấy biết ăn ngon rồi. Ngốn cứt. Một cuốn mà ngốn vô cái hồng hết luôn. Rau ăn. Đó mọi người. Quá ngon luôn. Tổng cộng 5 người, 5 cái luôn. Chất ăn nữa không chất? Chất no rồi ha. 5 người 5 cái, sạch sẽ luôn nha mọi người. Một dĩa là một cái, 5 người là 5 cái. Rồi cái khâu cuối cùng là cái khâu quan trọng nhất nè. Ôi, có tiền lót lại luôn. Ủa, nó nhận 5 triệu đâu mà. Mày đủ nhiều quá. Bán bánh xèo đâu, bán đồng đâu. Đâu bán xì kè đâu. Lót tay là mười mấy triệu hả? Ồ.
mười mấy triệu cầm trên tay á, giờ chắc đưa trước mấy triệu đó mọi người. Không, bánh xèo ngon thiệt, con nhận ngon, rau cỏ đầy đủ, rau ăn quá ok. Nè mọi người thấy nè, rau ăn củ quê còn dư luôn nè, thấy không, ăn hết cái nghèo còn rau gì đâu. Mọi người rảnh ủng hộ tiệm bánh xèo chị Trang nha, ba mấy năm chừng trọng nha. Quán sân này nhớ quán bà về á, nó hồi thương hẳn ghê á, mua toàn nó về. Đúng là chồng thịt kêu rồi. Cố gắng từng ảnh đi chứ. Phải ăn ăn cái gì đó. Mực cá tràng. Rồi nó ăn lần mày bán 50 trăm nó cũng ăn. Có đặt nó không bái mực nữa. Mà phải chạy nước, nó ra nước. Mình xào cho nước sơ. Ừ. Không mà ngon ha, hết luôn hả? Mình chỉ giúp bút ba cái rồi đó. Ăn tay ke ngủ. Ăn nó lần là hai. Đúng rồi, phải hai cho lên đúng không? Anh nói mày hỏi má thằng Bi á, qua lăng của phường đứa nó ăn dồn. Đóng lại mày chạy vô trang mua cho nó. Ăn xong rồi đua mọi người ơi. Xong phải uống nước còn quầy chứ, đá cũng thơm. Nó gặp giật kiều mà. Giờ nãy Gia Lăng ông cũng đứng đòi nợ, giái cao quýnh lên mà nãy mày. Gia Lăng ông phải chịu giờ mày. Xin số đề. Ở đâu biết tấm đề nữa. Còn phải chị thiệu chỉ qua đây cho em nghe chị chết. Mối mà. Chị chủ này dễ thương mà. Mày chỉ mà đụng chết mấy bữa dài. Đáng với số trời sợp lắm mấy giấc kìa. Nguyên số dương bảnh lắm á. Bây giờ chị Kiều nói mà Hương có tính vậy á. Hương tính bảnh bảnh vậy á. À, bảnh bảnh là có tốt, có tiền cũng giải à. Cái tiền đó là lòng dầu. Nay đầu đi mua con giả kìa. Qua đây cho mình xin quýnh mày chứ giả. Ủa nay lên nay chứ nhắm một sòn luôn trời. Gần sinh nhật cao rồi đẩy bên bà đó mày qua chơi chàng. Qua tính đưa tiền mà sao chàng. Ngày chủ nhật đó hết tuần này. Sao bỏ tuần sau tới rồi đó. Ngày chủ nhật luôn hả? Chết, ăn luôn cọng rau đó đi chứ. Mới có 9 tay rồi. Đúng rồi, đã 9 tay mà chứ. Tôi 10 tay, tới dầm. Nhưng mà không có chơi dầm, con chơi 9 tay trước ngày. Lá là như lá cốc không ta? Cốc. Khi nó ăn vô nó cũng chua. Chơi nay chứ chẳng tròn luôn, chứ nay có chơi. Kiều có khác. Qua wow, chắc chết bé bé với con cùng rồi. Nó vô nó chọc sao à, con bé bé với con cùng chữ. Không mà cái đó những thiệt hay những giả vậy? Dạ. Những giả hả? Trời, trên mạng nó khen trước dạo này giàu quá, đeo những ông sòn anh chị Kiều tặng. Mấy cái đó là anh chị Kiều tặng hay gì vậy? Con bé bé nói lại. Ờ phải đính chính đi chứ người ta hiểu lầm á, chứ không phải giỡn đâu. Giả mà sao giống thiệt quá vậy? Con đưa bông thiệt cái giả. Thiệt má, của mày bóng á mà. Sao mày dòm ngó tao hoài vậy Trang? Hai đứa cùng đi, hai đứa cùng về. Các bạn cùng tiến mà. Đừng cho số nhà thằng áo đỏ nha. Nó xỉn coi, nó ẩu lắm á Trang. Chui vô thiệt. Chui vô thiệt, chồng mà quýnh con Trang mà. Xỉn vô kiếm chỗ ngủ. Hỏi mày à, ở đâu vậy? Em nói coi đứng lên ông bà chịu rồi nè. Cả chụp cái hình cho lên cái gió cái cây là có biết rồi. Nóng mà lặn ông bà chịu à má. Được rồi, giờ con hỏi chức một câu nha. Hôm nay lần đầu tiên trong cuộc đời mà chức nhận show quảng cáo vậy, chức cảm nghĩ chức làm sao, chức nói cho mọi người nghe đi. Cảm nghĩ ăn ngon miệng mà không cống tiền. Trời ơi. Tội nghiệp quá. Trời ơi. Lỗ nữa, 500 ngàn quảng cáo nữa. Trời ơi. Lát ra bắn đắt đắt nha, người vô mua 10 cái. Là có lót tay 500 ngàn tiền quảng cáo phải không? Trời ơi, hôm nay đời lên hương luôn. Lên từ dạo ấy luôn. Mai mốt bán vé số vừa bán bánh xèo nha mấy anh. Đi đi. Đi thì đứng dậy. Hai đứa con về nha Trang. Dạ. Lát nhớ đem qua cho nó nha mày. Ờ mọi người ơi thì hôm nay á ăn bánh xèo á thực sự là không có trả tiền nha. Rồi vì chất cũng được lòn tay luôn. Vậy là cũng phải cảm ơn chị Trang hôm nay đã tài trợ bánh xèo cho ăn nè. Với lại lòn tay cho dì chất nữa.
À, em cảm ơn chị Trang nha, đầy chủ nè. Chị Trang có muốn nói gì với mọi người không, kêu gọi mọi người lại ủng hộ gì không? Lại ủng chỉ hộ gì không? Bánh xèo 375 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 10. Đó mọi người ơi. Gọi giao không tính phí. Ship không tính phí luôn hả? Trong bán kính bao nhiêu cây? Nhiều cũng được hết á. Nhiều cũng được, không tính phí. Rau này chị chuẩn bị rất là nhiều nha mọi người. Đậu xanh nè, giá thịt tôm rồi trong đây nè. Nước mắm thì ăn rất là ngon luôn, bánh xèo ăn tại chỗ rất là giòn. Dạ. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều nha. Cảm ơn cưng. Mọi người nhớ ghé ủng hộ cho chị nha mọi người. Buôn bán vui vẻ, có duyên. Đó, địa chỉ 375 Trần Bình Trọng. Sát bên chợ Hoa Hồ Tri Kỷ. Rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người nha.